Và để mà làm quản lý tốt các lễ hội hiện nay thì tôi nghĩ rằng là để những hình ảnh phản cảm này nó hạn chế được diễn ra, thì rất nhiều những cái làng quê hiện nay thì họ đã chủ động mà thực hành những cái tín ngưỡng mà chúng ta cho rằng là ẩn chứa những yếu tố bạo lực, những yếu tố liên quan đến việc sát sinh vào những cái không gian kín đáo hơn, bởi vì họ không mong muốn là đông khách du lịch đến để mà chứng kiến cái hình ảnh đau thương này, mà thực tế là họ chỉ muốn là giáo dục cho con cháu biết về những cái truyền thống tốt đẹp của cha ông thôi. Và câu chuyện này chính là câu chuyện đang diễn ra tại làng Ném Thượng của tỉnh Bắc Ninh. Trước cái sức ép của dư luận trong thời gian vừa qua thì làng vẫn tổ chức lễ chém lợn, tuy nhiên thì thay vì việc là công khai ở giữa sân đình với những hình ảnh rất là phản cảm trong ngày đầu năm mới, thì họ đã đưa vào một nơi kín đáo hơn, và chúng ta sẽ cùng theo dõi câu chuyện này trong phóng sự ngay sau đây. Như thường lệ, trong buổi sáng, màn rước ông ỉn quanh làng được người dân Ném Thượng hồ hởi thực hiện. Cùng với hoa quả, thực phẩm, trên đường đi, ông ỉn được không ít người dân công đức tiền lễ. Đây là cách để họ góp sức chăm sóc cho một ông ỉn mới trong năm sau, cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, người làng no đủ. Mười một giờ trưa, sau màn rước hội quanh làng, hai ông ỉn được dẫn vào giữa sân đình để làm lễ. Rất đông người dân đã tập trung quanh khu vực sân để chờ xem cảnh chém lợn. Lực lượng chức năng được huy động với số lượng lớn để ngăn chặn tình trạng chen lấn, xô đẩy. Đúng giờ ngọ, hai thủ đao sẽ khai đao và làm cỗ ngọc tế thánh theo nghi thức truyền thống. Tuy nhiên năm nay, do gặp nhiều ý kiến không đồng tình từ dư luận, nên làng Ném Thượng bỏ tục chém lợn giữa sân đình. Thay vào đó, lợn sẽ được kéo ra phía sau làm cỗ để tế thánh. Với quan điểm của ban tổ chức lễ hội là tổ chức lễ hội xuân duy trì theo đúng quy chế lễ hội truyền thống của quê hương, với mong muốn là tổ chức duy trì phát triển lễ hội truyền thống của khu phố Thượng ngày càng phồn thịnh, phát triển phù hợp với khách quan thực tế. Nói chung ra là cái chủ trương thôi, rõ ràng truyền thống là cái tâm, nhưng cái gì cũng phải theo cái chính sách nhà nước. Mình thấy đó là cái điều đúng thôi. Mình lại khách xem, nhưng mà thấy lần này thì làm này hay hơn ngày xưa. Xưa làm thì có thể thấy nó cũng có những cái mà người thích người không. Theo người dân, lễ hội chém lợn bắt nguồn từ một truyền thuyết xưa. Vị tướng Đoàn Thượng khi đánh trận chạy đến vùng núi Ném Thượng đồn trú đã chém lợn rừng nuôi quân. Từ đó hàng năm người dân mở hội chém lợn để tưởng nhớ người có công khai khẩn đất đai. Lễ hội tổ chức vào ngày 6 tháng Giêng âm lịch hàng năm. Thưa vị khách mời, các anh nghĩ như thế nào về câu chuyện của làng Ném Thượng, một cái sự đổi mới trong việc tổ chức lễ hội năm nay? Tôi cho rằng sự nhún nhường, sự một cái bước lùi của cộng đồng làng xã ở Ném Thượng, đấy là điều tất nhiên. Và đấy là xu hướng chung của thế giới. Chúng ta cần phải biết rằng những hành vi hiến sinh đó có từ thời Thượng Cổ. Ở thời Thượng Cổ thì việc đâm chém một con vật, chém đứt đôi hay là chọc vào tim hay máu me bét ra ở giữa cái án thờ, giữa sân đình, giữa đền thờ linh thiêng thì nó phù hợp với cái tâm lý của con người thời Trung Cổ. Bởi vì mỗi một giai đoạn lịch sử thì loài người lại có những cái tầng bậc đạo đức, những cái tầng bậc người ta tạm gọi là những cái văn minh về trí thức, về văn hóa khác nhau. Chứ anh không thể nào mà anh lôi một cái tư duy từ thời Thượng Cổ đến ngày nay và anh bắt người ngày nay phải chấp nhận cái hành vi đó. Thì cái đó là tôi cho một cái bước lùi chấp nhận được của người dân Ném Thượng. Chúng ta cần phải hiểu rằng ở những cái đất nước, ví dụ như đất nước Nepal, gọi là đất nước của thần giáo, của tôn giáo, thì để khi mà cộng đồng thế giới, rồi tổ chức bảo vệ động vật thế giới, người ta lên tiếng, người ta phản đối cái lễ hiến sinh, thì chính phủ Nepal cũng buộc phải ra lệnh ngừng cái lễ hiến sinh đó. Thì nói như thế để thấy được rằng anh không thể nào khư khư bảo vệ cái ý muốn riêng của cộng đồng anh được. Bởi vì ngày nay khi mà thế giới đại đồng, mọi người đều có quyền lên tiếng nói dân chủ của mình ở mọi miền trên thế giới, thì khi những hành vi đó anh buộc phải chấp nhận sự phán xét của cộng đồng. Thì Nepal đã phải ra lệnh cấm cái lễ hiến sinh đó. Vậy thì không có cớ gì Việt Nam không quản lý lại những lễ hội đó.